đây chính là nhân vật Rainbow Friend đấy. Một con quái vật xanh, còn của em Cam là quái vật hồng đấy. Nhưng mà em thì có vấn miệng như thế này cơ. Chỉ có mỗi cái con quái vật này mới trên đầu mới có cái vương miện như thế này thôi. Còn cái con này của em Cam á, ở trong game nó không có như thế đâu. Cả hai chị em nhà cậu, tô đều xấu, trông chán chết đi được. Tớ tô đẹp hơn em Cam. Tớ có cái này á, các cậu có thích mình tìm được những cái mô hình thật của cái này không? Wow, mô hình thật lắp ghép á. Thế nhưng mà lấy ở đâu hả cậu? Có một thử thách á. Nếu như mà mình vượt được qua thử thách là sẽ được những cái mô hình này đấy. Vượt qua thử thách á? Đúng rồi, các cậu có muốn tham gia trò chơi đấy không? Tham gia. Nhưng mà mỗi người chỉ được lấy một con thôi. Thế nên là ba bọn mình sẽ bốc thăm. Ai bốc được con gì thì lấy con đấy nhá. Cậu sắp cho đều vào đấy nhá. Rồi. Tớ chỉ thích cái con nhân vật màu xanh ra trời đấy thôi. Cho em Cam bé nhất bốc trước đi. Thò tay mà bốc được cái tờ nào thì bốc. Here we go. Rồi. Tớ cái này. Còn lại là của cậu đấy. Để tớ thử mở trước nhá. Xem thử thách này của tớ là gì. Quốc bảo kỳ diệu các cậu ơi. Là như thế nào vậy nhỉ? Của em là dòng sông lơ đãng. Dòng sông lơ đãng. Dòng sông lơ đãng ấy là phải bơi giỏi lắm đấy, bởi vì bơi ở sông mà. Còn của tớ xem nào. Làn trượt samurai. Samurai là của Nhật Bản đấy. Được rồi, chưa biết của tớ là cái gì, chúng mình đi thôi. Em Cam bơi kém nên trước khi xuống bơi á, ở cái dòng sông này phải mặc áo phao vào. Ra đây mặc trợ giúp cho. Thử thách này em phải tự vượt qua đấy nhá. Không ai giúp đỡ được em đâu. Em biết rồi, em sẽ tuồng em. Đấy, bây giờ anh ra anh lấy cho em cái phao. Em cứ ngồi trên phao là được. Đây rồi, phao đây. Đấy, em chắc vào nhá. Sẵn sàng chưa? Đi đi, bye bye Cam nha. Cố gắng chiến thắng nha. Em xin tặng con đường kìa mẹ. Mùa chiến thắng này thật thích đi. Trên cầu kia có cái gì kìa? Thử thách tiếp theo của tớ đây các bạn ơi. Quốc đảo diệu kỳ là gì đây nhỉ? Wow, nhìn này, một cái nhà siêu cao. Phía trước có vòng xoay nước, máng nước và các chậu nước to khổng lồ luôn. Ở đây có một cái ô che cho khỏi ướt này. Chui vào thử xem nào. Đằng sau tớ, các cậu có biết là gì không? Rất nhiều các vòi nước khác. Nhiệm vụ của tớ là phải trèo lên phía trên cùng của cái nhà này để lấy được phần thưởng. Đi đường nào bây giờ nhỉ? Ôi không, phải vượt qua cây cầu dây văng này á. Nhiệm vụ này thật là khó. Phía trước các cậu nhìn xem, rất nhiều nước. Đeo qua đấy, liệu có bị làm sao không nhỉ? Đi thôi nào. Đứng gì kêu vậy? Ôi, nước trộn xuống người tớ. Ướt hết rồi, tớ bị ướt hết mặt rồi. Các cậu ơi, vừa mới bao nhiêu nước rồi lên đầu tớ luôn. Sợ thật đấy. Ở đây còn có rất nhiều cái máng nước khổng lồ khác. Phải đi thật nhanh thôi. Đi thế nào bây giờ nhỉ? Chạy lên phía trên này xem nào. Xuống nào cũng toàn là nước thôi. Nhìn này, ở đây có một số nước mini. Bên trong cũng chứa rất nhiều nước. Đi qua cây cầu này xem nào. Cây cầu này sẽ dẫn tới đâu nhỉ? Trèo lên các bậc thang này. Wow, nhìn từ đây có thể thấy toàn cảnh được ngôi nhà luôn. Có những vòng xoay nước khổng lồ này. Yeah, tớ đã lên được chỗ cao nhất rồi. Phía trên này có gì đó lấp lánh kìa. Nhảy lên lấy xem nào. Yeah, đây có phải là phần thưởng không nhỉ? Lại là tiếng chuông. Tiếng chuông kêu rất là to. Ôi không, lại bị ướt hết người rồi. Cơn lốc khổng lồ lại dội lên người tớ.
thưởng rồi. Một cái túi phần thưởng, bên trong có cái gì đó màu hồng này. Không biết là nhân vật nào nhỉ? À, đây rồi, đến trò của mình rồi các bạn ơi. Samurai ở bên trong đây này. Cái này là phải làm gì nhỉ? Hình như là mình sẽ ngồi ở trên mấy cái xe kia để đi hay sao ấy. Đây 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 đây, tớ đang trên một cái xe rồi. Xe sẽ đưa mình lên trên đỉnh núi và bắt đầu trượt các cậu ạ. Ui, đi nhanh quá các cậu ơi. Nhanh qua, càng ngày xe càng đi nhanh. Bây giờ mình phải tìm phần thưởng của mình ở đâu nhỉ? Chắc là ở trên đường này rồi. Ui, lại lao xuống dốc rồi. Đây này các cậu ơi, nó đưa tớ lên rất cao. Tí nữa cái xe này sẽ chạy nhanh lắm. Tớ phải thật nhanh mắt để tìm được cái phần thưởng của mình thì mới vượt qua thử thách này được. Cố lên. À, tớ nhìn thấy phần thưởng ở phía trước rồi. Here we go. Yeah. Tớ hoàn thành trò chơi rồi này các cậu ơi. Một cái túi màu xanh là phần thưởng. Không biết trong đây có gì nhỉ? Này các cậu ơi, bây giờ mình phải ghép những cái này vào với nhau à? Cậu ơi, không biết bên trong cái túi này nó có hình con gì nhỉ? Lắp ghép xong thì nó sẽ ra hình con gì nhỉ? Nhìn lạ quá. Ổ cái của em Cang ra nhá. Mình sẽ ghép thành cái gì bây giờ nhỉ? Bao nhiêu hình li ti như thế này, biết ghép thế nào nhỉ? Một cái này này. Cái này. Hai cái này này. Đây là phải có người lớn cơ. Bốn cái này này. Mới được, chị em Cang không lắp ghép được đâu. Bây giờ để tớ sổ tài cho. Chồng hai cái nhỏ này lên này. Sau đó chồng cái này lên này. Để làm hình cái chân. Bây giờ tớ sẽ lắp ghép thành người cậu ơi. Đấy. Chồng cái này lên tiếp này. Cứ chồng hai cái nhỏ sau đó một cái lớn lên. Đấy, sau đó là sẽ lắp cái này này. Wow, được cái chân rồi. A few moments later. Wow, em Cam đã lắp xong rồi à. Của em Cam là con gì đây? Một con thú màu vịt. Trông như con vịt ý, màu vàng này có hai cái cánh này. Còn của tớ cũng xong rồi đây. Cậu ơi. Con của em nhìn xấu thế. Con của anh nha, là cái con trong nhân vật trong game hay sao ấy. Mà nó có một cái mắt lồi, mắt lồi. Con này là người xấu đấy. Nhân vật trong game, những người bạn cầu vồng hay sao ấy. Thế của cậu là gì? Tớ là một con quái vật màu hồng này, có cái miệng rất là rộng và hai cái mắt rất là cao luôn. Con này trông như là con ốc sên đấy cậu ơi. Nhìn như người ngoài hành tinh đấy các cậu nhỉ. Phần thưởng chiến thắng trò chơi của chúng mình đấy. Vậy là bọn mình đều đã vượt qua các thử thách và đều được phần thưởng rồi. Bây giờ đi về thôi.